Cái nghề làm nhang ở Thủy Xuân nó không có từ bao giờ, không biết, không rõ được từ bao giờ. Cho nên khi hôm nay chúng tôi làm một cái nghề này là theo truyền thống, truyền thuyết của truyền thống cái nghề làm hương mà thôi. Đó, nghề của chúng tôi, cả gia đình chúng tôi làm được từ gần 30 năm nay rồi. Đó, cũng phát triển mạnh và đồng thời cũng đem lại nhiều cái thu nhập cho gia đình và lao động. Nói chung, nghề nhang ngày xưa làm toàn thủ công, từ chẻ cái tâm, cưa cái tâm cũng bằng tay, xe cũng bằng tay, cũng bàn bằng gỗ. Nói chung, xưa trước đây, cách đây khoảng 30-40 năm thì toàn là làm bằng thủ công. Nhưng hôm nay, công nghệ đã phát triển. Gia đình chúng tôi chỉ có đưa một phần nhỏ vào cái công nghệ thôi, còn phần nhiều là làm bằng thủ công. Tất cả nói chung, cái cây nhang là một cái vấn đề văn hóa tâm linh. Từ chỗ đó, người Việt Nam của chúng ta, những cái lễ Tết, lễ Giỗ, lễ Kỳ, bất kể những gì cũng có cây nhang.